Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247. Thưa quý vị, trong tuần qua có một sự kiện đáng chú ý trong quan hệ 25 năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là có một cuộc hội thảo, cuộc hội nghị gọi là AMM 53, lần thứ 53 giữa các nước ASEAN và Hoa Kỳ được tổ chức tại Hà Nội làm qua trực tuyến và người chủ trì là ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Việt Nam. Và trong cái hội nghị này cũng có sự tham gia của Ngoại trưởng Mike Pompeo và 9 ngoại trưởng của các quốc gia khối ASEAN. Trong này nó có những cái sự kiện đáng kể là bởi vì trong đó ông Phạm Bình Minh đã kêu gọi là ông nhắc nhở là cái vấn đề chủ quyền là và cái vấn đề an ninh Biển Đông luôn luôn là các thách thức mà các quốc gia Đông Nam Á phải đối đầu. Và về phía Ngoại trưởng Mike Pompeo thì ông cũng lên tiếng bảo là tất cả các nước ASEAN phải đoàn kết để mà chống lại Trung Quốc. Thì chúng ta biết là Hoa Kỳ với Trung Quốc trong thời gian qua coi như là quan hệ nó lên rất là căng thẳng. Và quý vị coi cái lời phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo sau đây. Beijing doesn't respect the fundamental democratic values or those enshrined in the ASEAN Charter: independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity. Today I say keep going. Don't just speak up, but act. Reconsider business dealings with the very state-owned companies that bully ASEAN coastal states in the South China Sea. Don't let the Chinese và thưa quý vị, đó là lời Ngoại trưởng Mike Pompeo đã kêu gọi các quốc gia khối ASEAN là không có được ngồi yên, không chỉ có nói lên, không chỉ phản đối mà phải có hành động. Trong vấn đề an ninh ở Biển Đông thì nói chung chúng ta thấy rằng là trong đó là cái lời kêu gọi của ông. Và về phía bên Việt Nam và các nước khác thì kêu gọi Mỹ là trợ giúp họ trong vấn đề chống Covid-19. Ông Phạm Bình Minh thì nêu lên nhiều vấn đề thách thức ở trong khối ASEAN và ông nhắc đến cái chuyện là khối ASEAN luôn luôn tuân thủ dựa trên luật lệ. Ý ông muốn nói cái UCLOS 1982 đó. Và ý ông nói đến cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế vào năm 2016 mà xử cho Philippines thắng Trung Quốc trong cái chuyện Trung Quốc gọi là tuyên bố chủ quyền 80% Biển Đông. Và cũng như ý ông nói đến cái tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 vừa rồi của ông Mike Pompeo tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc là bất hợp pháp, đó, vân vân vân. Thì trong đó các nước ASEAN kêu gọi Mỹ giúp đỡ cái để mà ngăn chặn Covid-19. Thì Hoa Kỳ đã quyết định là sẽ thành lập một cái văn phòng CDC ngay tại Hà Nội. Trong thời gian qua thực ra là đã có bộ phận CDC làm việc ở trong tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội rồi. Nhưng kỳ này sẽ chính thức là có cái văn phòng chính ở tại Hà Nội và có tới 64 người làm việc. Và theo tôi được biết, người đứng đầu là một người Mỹ gốc Việt đứng đầu văn phòng này và sẽ lo vấn đề Covid-19 cho tất cả 10 nước Đông Nam Á. Đặc biệt Việt Nam được chọn là có hai lý do. Lý do thứ nhất là tại Việt Nam đã thành công trong việc chống Covid-19 trong thời gian qua mà thế giới đều biết. Cho ít nhất là cho đến cuối tháng 7, sau đó mới có cái gọi là cái vụ mà bùng phát ở tại Đà Nẵng. Thì bây giờ đã có tới gần 35 người bị thiệt mạng. Nhưng mà Việt Nam vẫn được đánh giá cao như thế. Cái thứ hai là Việt Nam đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Và Mỹ cũng cho biết là riêng trong năm qua, trong năm vừa rồi không đó, năm nay đó, xin lỗi quý vị, Mỹ viện trợ cho Việt Nam là 3.9 triệu đô la để mà ngăn chặn Covid-19. Ngoài ra toàn bộ khối Đông Nam Á thì Mỹ ủng hộ, Mỹ viện trợ tổng cộng là 89 triệu đô la. Đó là cái chuyện mà Mỹ tuyên bố là sẽ đặt cái văn phòng CDC ở tại Hà Nội. Nhưng mà nó có một điểm mà làm người ta chú ý trong tuần qua hơn nữa, đó là trước cái ngày mà mở hội nghị này đó, ngày hội nghị là ngày 10 tháng 9, thì là cái ngày 8 tháng 9 đó, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đăng ở trên trang web một cái bản chi tiết về quan hệ 25 năm giữa hai quốc gia. Thì trong đó họ lại để cái bản đồ lần đầu tiên thấy có Hoàng Sa và Trường Sa. Xin bản kỹ thuật cho ngay đây quý vị thấy, xin bản kỹ thuật cho cái bản đồ lớn làm chi tiết. Quý vị thấy không, có Hoàng Sa và Trường Sa, đó là của Việt Nam. Chưa thấy họ không để tên, nhưng mà người Việt Nam nào nhìn vào đều biết đây là cái điểm đặc biệt. Bản đồ Việt Nam màu đỏ, quý vị thấy ở cuối bản đồ, cuối ở cái vùng mà gọi là Kiên Giang, thấy cái đảo Phú Quốc cho nhỏ không? Còn ở phía dưới này chúng ta thấy một chút xíu là cái đảo Côn Sơn ở ngoài khơi Vũng Tàu. Xa xa là Trường Sa và phía trên đó là Hoàng Sa. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là lần đầu tiên Mỹ chơi cái bản đồ này mà là tòa đại sứ Mỹ nha, ở tại Hà Nội. Chúng ta thấy huy hiệu ở dưới, có quốc huy của Mỹ đàng hoàng. Đó.
Thì cái này nói lên cái chuyện gì? Chúng ta biết là Hoàng Sa là của Việt Nam và bị Trung Quốc đánh chiếm hồi năm 1974. Rồi Trường Sa đến năm 1988 thì Trung Quốc chiếm một số đảo ở đó. Đó. Cho đến bây giờ Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền hai quần đảo này. Và Trung Quốc thì trong tháng 3 vừa qua thì đã biết rồi. Họ lập cái hai cái đơn vị hành chính là Tam Sa và Nam Sa. Việt Nam phản đối thì dữ dội. Tam Sa và Nam Sa để coi hai quần đảo này. Đó. Và Trung Quốc, Mỹ không bao giờ muốn xía cái chuyện này. Chuyện tranh chấp Biển Đông lâu nay Mỹ không xía vô. Quý vị để ý. Nhưng mà hồi tháng 3 vừa rồi đó, cái chiến hạm USS Mustin của Mỹ đó, mà khi mà đi qua Hoàng Sa đó, đi vô cái vùng 12 hải lý Hoàng Sa đó, thì mà Trung Quốc họ bảo là sau đó họ cho tàu ra đuổi vân vân, rồi Mỹ bảo đâu có đuổi đâu, tôi đi qua để thi hành cái FUNOP. FUNOP là quyền tự do hàng hải. Thì lúc đó cái bản tin của Hải quân Mỹ đó, tôi nhớ đó, hồi tháng 3 họ nói rằng là USS Mustin đã đi qua vùng 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi bờ biển Việt Nam. À, lần đầu tiên họ dùng cái chữ là ngoài khơi bờ biển Việt Nam, là ngụ ý nó là của Việt Nam. Mặc dù tôi không nói Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng bảo ngoài khơi, giống như quý vị nói là đi ngang cái cây trước cửa nhà ông Đỗ Dũng là biết cái cây đó của nhà ông Đỗ Dũng, là của ông Đỗ Dũng, không cần phải là cái cây đó thuộc nhà ông Đỗ Dũng, mà chỉ cần nói cái cây ở trong sân trước cửa nhà ông Đỗ Dũng, ví dụ đó, đó, hay là ngay trước cổng nhà ông Đỗ Dũng, là hàm ý là của nhà ông Đỗ Dũng đó, cái kiểu anh Mỹ anh chơi. Nhưng mà kỳ này thì anh chơi công khai, mặc dù không nói gì cả. À, anh không nói gì cả. Thì cái này Trung Quốc chắc nhìn là rất khó chịu chứ phải không? Mới đây tôi còn nghe là công David Chương, mà chủ công ty rác gì đó ở trên Auckland, ông viết trên Facebook là ông mua cái, ông order cái quả địa cầu mà của Amazon đó. Họ cũng làm cái bản đồ đó, nó không có, họ để Hoàng Sa thuộc Trung Quốc, ông bực quá, ông đòi trả lại. Ông đòi trả lại thì nó gửi tiền về trả cho ông, mà tôi không có lấy tiền, tôi không thèm lấy tiền, mà tôi giữ để lại, mà tôi cho biết là chúng tôi phản đối chuyện này. Thì quý vị biết cái bản đồ nó nhạy cảm lắm. Và lâu nay mỗi lần Google có một thời gian nó để cái Hoàng Sa Trường Sa ở Trung Quốc đó. Và rất nhiều người Việt Nam và rất nhiều tổ chức nghiên cứu của người Việt Nam thường viết thư hoặc gọi điện thoại hoặc làm những cái petition, những cái gọi là thỉnh nguyện thư gửi lên cho Google, hoặc là ngay cả các cái tổ chức quốc tế và thậm chí các cái công ty kinh doanh về du lịch, về hàng không, họ cũng hay để, nhưng mà người Việt Nam luôn luôn làm những chuyện đó. Nhưng mà Mỹ không bao giờ ông để ý đó, ông né chuyện này. Ông né vì ông vì quyền lợi của ông, không bao giờ muốn đụng vô đó. Nhưng mà bây giờ đó có vẻ như là khó chịu Trung Quốc, có vẻ bênh Việt Nam trong chuyện này, thấy không? Tôi nhớ giống như cái đảo Sen Kaku điếu ngư đài ấy. Cái đảo Sen Kaku là tên Nhật gọi là Sen Kaku, Trung Quốc gọi là điếu ngư đài. Mà nó nằm gần Trung Quốc hơn là Nhật, nó nằm gần cái dải mà Okinawa của Nhật, thấy không? Thì ông Mỹ đó, không bao giờ ông nói đảo này của Trung Quốc, cũng không nói đảo của Nhật, nó bảo là đảo này thuộc quyền quản trị của Nhật. Không dám nói là đảo của Nhật luôn. Nói đảo của Nhật thì sợ là mất tiền với Trung Quốc, bởi thị trường Trung Quốc lớn quá. Mấy người cứ tưởng nó chưa Mỹ đánh Trung Quốc sập thị trường còn lâu. Nói thẳng Mỹ sợ Trung Quốc thế mà trong vấn đề thương mại, nói thẳng mới luôn. Đó. Thành ra mới không dám nói là cái đảo đó của Nhật. Nhưng mà ông không dám nói đảo của Trung Quốc là bởi vì ông Nhật là đồng minh. Thành ra ông Mỹ cũng chơi nước đôi đấy. À, đảo Senkaku còn gọi là điếu ngư đài thuộc quyền quản trị của Nhật. À, nhưng mà chưa thấy nói Hoàng Sa là thuộc quyền quản trị của Trung Quốc. À, chưa dám nói cái câu đó mà ông lơ. Nhưng mà kỳ này ông nói Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Qua cái hình thức mà bản đồ nó không. Nghĩa là tức là Mỹ nó có câu gì? Action speak louder than words. Ở đây mình có thể nói là tấm hình bằng vạn lời nói. À, người Việt Nam nói tấm hình bằng vạn lời nói, thì tôi thấy là cái bản đồ ông đã tòa đại sứ Mỹ, ông trời ác ồn quá. Ông đăng lên trên Facebook của ông là có cái quần đảo Hoàng Sa, ông không để tên nhưng mà nhìn là biết ngay là thuộc Việt Nam, thì tất nhiên là ông Trung Quốc là khó chịu chuyện này rồi chứ không phải là không. Nhưng mà đó là cũng là một cách cũng lưng chừng. Ông Mỹ không dám nói, là không dám ghi cái này vô là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, không dám nói kiểu đó, bởi vì ông Mỹ ông thủ. Bây giờ nói Hoàng Sa mà của Việt Nam thì sợ Trung Quốc không bán hàng cho nữa, hay là đuổi mấy công ty Mỹ về chẳng hạn, sợ thì Trung Quốc lục đảng muốn làm gì chả được, Mỹ làm không được thì Trung Quốc làm được. À, nói thì nhiều người nghe khó chịu mà đó sự thật như vậy. Phải nên nhớ ông tổng thống của Mỹ đó không có quyền đuổi với công ty Trung Quốc ra khỏi, khó lắm, thấy không? Ngay là có thể ông bắt người ta bán này kia, rồi những công ty Trung Quốc mà đầu tư muốn là nó phải kiện cáo ra tòa lôi thôi lắm, nhưng mà Trung Quốc cũng làm được. Nhưng mà nói chung đó là Mỹ vẫn ngại Trung Quốc trong cái chuyện này chứ mà không, cho nên không dám nói, hôm nay mới chơi cái màn này. Nhưng mà trong cái chuyện này thì tòa đại sứ Mỹ còn muốn gửi một thông điệp gì ra nữa,
Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đến màn hình của truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện tòa đại sứ Mỹ hôm 8 tháng 9 vừa rồi. Trong cái thông cáo quảng cáo cho cái hội nghị AMM lần thứ 53 giữa các nước ASEAN với Mỹ, mà trong đó có ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng của Việt Nam chủ trì, và có sự tham gia Ngoại trưởng Mỹ là ông Mike Pompeo. Thì trong cái quảng cáo đăng trên trang Facebook của mình thì tòa đại sứ Mỹ đã đăng cái bản đồ Việt Nam có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, làm cho nhiều người Việt Nam sướng rên mái điều hưu sướng rên mái điều hưu. Tôi kệ vậy, có hơn không, chúng Mỹ chưa giờ dám làm chuyện này, ông cũng sợ Trung Quốc. Nhưng mà trong cái bản báo cái bản đồ đó, quý vị thấy hồi nãy đó, ông Mỹ nhấn mạnh một số cái lĩnh vực mà hợp tác giữa hai quốc gia trong 5 năm qua, chẳng hạn trong lĩnh vực là phát triển về gọi là con người và về nhân sinh, phát triển hợp tác về an ninh, hợp tác về kinh tế, rồi các vấn đề hỗ trợ về gọi là y tế và môi trường. Và họ cũng nêu ra một số cái công ty lớn của Mỹ đang làm ăn tại Việt Nam. Thì nhân dịp 25 này họ nói đó là những chuyện gì? Thì trước hết là về vấn đề phát triển con người. Thì họ nói là trong 25 năm qua, Việt Nam và Mỹ đã hợp tác rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực mà đại học cấp kết hợp, gọi là dạy cái chương trình học cao hơn, gọi là higher education đó, qua cái chương trình gọi là đại học Fulbright. Và đây là một cái đại học đầu tiên, độc lập đầu tiên ở tại Việt Nam mà là non profit, tức là bất vụ lợi, mà liên quan đến các đại do Mỹ thành lập tại Việt Nam. Đó là họ nói về học bổng cái đại học Fulbright. Riêng về cái vấn đề viện trợ đó, trong tài khoá 2019 không đó, cái chương trình viện trợ của USAID, tức là của Mỹ, cái tổ chức mà gọi là chức năm 75, cho quý vị ở miền Nam biết USAID là một cái hình thức gọi là phát triển đó, họ giúp đỡ Mỹ đó, thì coi như viện trợ cho Việt Nam khoảng là 139 triệu đô la trong tài khoá 2019, có nghĩa là chấm dứt tới ngày 30 tháng 9 năm 2019. Còn tài khoá năm nay thì họ chưa tổng kết. Trong các lĩnh vực sau đây là quản trị kinh tế, giáo dục đại học, an ninh, y tế toàn cầu, rồi những người hỗ trợ những người mà khuyết tật, và cả vấn đề bảo vệ môi trường đó. Và chương trình USAID, các chương trình USAID ở Việt Nam sẽ tiếp tục bằng cách tập trung vào các cái phương tiện, các lĩnh vực mà cần thiết nhất và có ảnh hưởng nhất. Đó tức là gì? Với số tiền 139 triệu nó không phải là họ viện trợ và tầm bậy tầm bạ. Mỹ họ sẽ tính là cái gì Việt Nam cần thiết nhất và quan trọng nhất, ảnh hưởng nhất, họ sẽ bỏ tiền vào chỗ đó. Đó là hình thức gọi là như vậy. Rồi về du sinh Việt Nam học tại Mỹ thì họ nói là có gần 30.000 du học sinh đang học tại Hoa Kỳ, và Việt Nam là đứng hàng thứ 6 trong các quốc gia trên thế giới mà gửi học sinh đến Việt Nam, đến Mỹ học. Và tổng cộng là giúp cho nền kinh tế Mỹ là khoảng 1 tỷ đô la. Wow, 1 tỷ đô la. Việt Nam tiền đô la, 1 tỷ đô la ghê. Đó. Và có những cái đóng góp vô giá nha. Họ nói là những đóng góp priceless contribution giữa quan hệ giữa nhân dân hai nước. Đó. Và họ sẽ trở lại Việt Nam với cái trình độ học vấn đẳng cấp thế giới và sẽ tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đang phát triển. Đó là lời của ông của tòa đại sứ Mỹ viết ra, tôi dịch lại cho quý vị thôi. Và kể từ năm 1989, Hoa Kỳ đã cung cấp tổng cộng là 125 triệu đô la hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp, ủng hộ cho, giúp đỡ cho 1 triệu người khuyết tật ở tại Việt Nam. Tức là đây, trong số này theo tôi hiểu 1 triệu người có cả những người mà nạn nhân chất độc màu da cam luôn, đó, họ tính luôn là disability, khuyết tật trong đó. Rồi về lĩnh vực mà hợp tác an ninh, thì Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ một cái tầm nhìn chiến lược
về hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp. Này quan trọng, nhắc nhở với ông Trung Quốc. Ông Trung Quốc chơi, ông gia nhập cái UCLOS và ông ký vô mà ông không, không có gọi là gọi gì tôn trọng. Ông Mỹ thì không ký vào đó nhưng mà bắt ông kia phải tôn trọng là cũng buồn cười chỗ đó. Rồi, rồi chúng tôi hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm gìn giữ hòa bình, gọi là cứu vớt người trên biển, an ninh hàng hải và lĩnh vực gọi là gì, gọi là quân y, quân y gọi là military medicine. Kể từ năm 2009, Hoa Kỳ đã đầu tư khoảng hơn 400 triệu đô la để mà xây dựng cái nền kinh tế của Mỹ, của Việt Nam, cũng như là các vấn đề quốc phòng. Về mặt quan hệ quốc phòng, chúng tôi tìm cách thúc đẩy một cái môi trường an ninh mà mang tính hòa bình mạnh mẽ, mà đẩy mạnh cái trong đó giúp đẩy mạnh cái đầu tư tư nhân, bảo đảm an ninh về năng lượng và bảo đảm những kết quả mà có lợi ích cho cả phát triển kinh tế của hai bên. Đó là về hợp tác kinh tế giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam trong 25 năm qua mà theo báo cáo của Tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội. Về lĩnh vực hợp tác kinh tế thì có những cái mặt hàng xuất cảng chính của Mỹ bao gồm là máy điện toán, đồ điện tử, bông gòn, máy bay, dầu thô. Đó. Và Việt Nam hiện nay là thị trường lớn hàng thứ 6 đối với hàng hóa của Mỹ, đối với thực phẩm và nông sản của Mỹ. Food and Agriculture, đó họ nói như vậy. Đứng hàng thứ 6 nha quý vị, Mỹ xuất cảng qua. Và Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới đối với bông gòn của Mỹ, tức là Mỹ xuất cảng bông gòn qua Việt Nam thuộc lại là nhiều, thấy không? Với cái con số là cái doanh số kỷ lục bán ra trong năm 2019 là 1.4 tỷ đô la. Riêng bông gòn của Mỹ bán vào Việt Nam là 1.4 tỷ đô la năm 2019. Đó. Và cái số này nó tương đương với 23% bông gòn của Mỹ xuất cảng khắp thế giới. Ôi, ở Việt Nam thì quan trọng. Thôi chết rồi. Thèn chi ông Mỹ này, ông o bế Việt Nam quá. Ở Việt Nam mua bông gòn là đâu, quý vị biết là gì? Các tiểu bang nông thôn, các tiểu bang miền Nam. Gồm có gì? Georgia, Alabama, Mississippi. Có thể có chút xíu bên Louisiana tôi biết, nhưng mà chắc chắn là Georgia, Alabama, Mississippi rồi với South Carolina. Toàn tiểu bang Cộng Hòa không? Tiểu bang của ông Trump. Việt Nam nó ghê thiệt. Mua toàn đồ tiểu bang bầu cho ông Trump không? Chết rồi, ủng hộ ông Trump mà đúng rồi. Tôi nghe nói đâu tới đại đa số dân Việt Nam là ủng hộ ông Trump, mà khổ cái dân Việt Nam không bỏ phiếu ở Mỹ được. Sorry quý vị, không bỏ phiếu. Nhưng mà rõ ràng chính phủ Việt Nam họ bế ông Trump. Ghê chưa? Ghê chưa? Thành ra ông Trump không nói tới nhân quyền này nha, cầm cờ đúng không? Cầm cờ vẫy đó. Không nói nhân quyền rồi cầm cờ vẫy luôn là hoan hô. Đấy, rõ ràng tình và tiền không thoát đâu được. Rồi, trong lĩnh vực mà môi trường và y tế, chính phủ Mỹ đã cung cấp hơn 13 triệu đô la hỗ trợ y tế và ủng hộ kinh tế trong Covid-19. Như vậy là tổng cộng tới 13 triệu đô la, chứ là trong năm nay không là 3.9 triệu. Đó. Rồi còn phụ giúp các cái lĩnh vực tư nhân hồi phục, giúp các cái phòng thí nghiệm, rồi cả là giúp cả những cái, nói chung là hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh mẽ trong lĩnh vực môi trường và y tế cho Việt Nam. Đó. Và khi mà chính phủ Mỹ đó mở ra cái chương trình mà giúp đỡ gọi là khẩn cấp về bệnh S đó, đó, vào năm 2013 thì Việt Nam là nước đầu tiên trong châu Á, ở châu Á nhận được sự hỗ trợ này của Mỹ. Và kể từ đó hơn 140.000 người Việt Nam đã được nhận những loại thuốc mà để chữa trị cái bệnh này. Và bây giờ tổng cộng là có tới 230.000 người Việt Nam ở Việt Nam nhận được cái chương trình này, cái hỗ trợ này. Và họ nêu ra đây một số công ty lớn đang hoạt động tại Mỹ, bao gồm Intel này, Procter & Gamble này, Cargill này, GE này, Nike này, Ford này, Coca-Cola, Pepsi, AES, AIG, Citibank, Grand Hồ Tràm là cái khách sạn Hồ Tràm ở tỉnh ở Bà Rịa Vũng Tàu, và First Solar. Toàn đại gia đây không? Đó, thì quý vị thấy 25 năm qua như vậy là giữa Việt Nam Hoa Kỳ hợp tác, thế báo cáo của Tòa đại sứ của Mỹ ở tại Hà Nội nhân cái vụ mà mở cái buổi họp đó.
Ở đây tôi để ý vụ có tân đứng hàng bằng 23% sức cảng của Mỹ mà mấy cái tiểu bang miền Nam kinh quá. Thì đó là những tin đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.